Thành Công xin chào các bạn. Hôm nay thật tuyệt vời và vui, hầu như ai cũng náo nức để chúc mừng đội tuyển Việt Nam. Vâng, đội U22 Việt Nam thật tuyệt vời, điều ước mơ 60 năm đã thành hiện thực. Xin cảm ơn ông Bắc, anh Seo, ông quá tuyệt vời. Và xin cảm ơn các anh em đội tuyển Việt Nam và tất cả khán giả mọi điệu trên cả nước hiện nay đang đổ xô xuống đường ăn mừng, quá tuyệt vời luôn. Thành Công cũng hưởng ứng niềm vui này, làm một cái clip nho nhỏ để chúc mừng cho đội tuyển và tập hợp những hình ảnh cực đẹp, những khoảnh khắc cực hấp dẫn cho gửi đến cho các bạn xem, để chúng ta cảm nhận lại cái cảm xúc của đội tuyển Việt Nam từ thi đấu cho tới hình ảnh trận đấu, và cũng như các cổ động viên, cổ động trực tiếp hiện nay đang đổ xuống đường khắp nơi trên đất nước, rất là đẹp. Thành Công sưu tầm một số hình ảnh của các bạn trên mạng của bạn Đức Channel và các trang mạng khác để tập hợp ở đây chia sẻ với các bạn nha. Thành Công dựng một cái clip này để mong đem đến chia sẻ cảm xúc, cái niềm vui tuyệt vời các bạn. Chúc đội tuyển Việt Nam. Đây là hình ảnh các cổ động viên đang đi trên đường phố ở thành phố Hồ Chí Minh, rất là đẹp. Tất cả mọi người đi xuống ăn mừng, coi như là bất chấp giao thông, bất chấp sự nguy hiểm. Có những bạn đứng trên mui xe, phất cờ xe vừa chạy vừa đứng trên mui, không có một cái điểm tựa để hết. Chúng ta ăn mừng nhưng chúng ta phải biết cách kiềm chế, thật là nguy hiểm, nguy hiểm lắm. Xem hình ảnh trực tiếp nha, đang trực tiếp. Vâng, rất đẹp, rất đẹp, rất tuyệt vời. Đây là khu vực ở ngoài quận 1 các bạn, đông nghẹt luôn. Đây là công viên phố đi bộ của Nguyễn Huệ. Wow, kẹt, sẽ kẹt xe. Nhiều cô gái rất xinh đẹp cũng đổ xuống đường, lung linh với những cái selfie, chụp ảnh. Mỗi người có cách ăn mừng khác nhau. Còn riêng Thành Công sẽ ăn mừng dựng cái clip này để chia sẻ. Thành Công làm một cái clip này là cũng là một cái ăn mừng, và cũng là cái để một lời nghề hồi xưa cũng làm những phim điện ảnh riêng đã lâu quá rồi, bọn cũng có chục năm nay rồi không có động chạm nhiều nữa hết. Bây giờ chỉ tranh thủ những cái buổi nghỉ buổi tối làm một số clip để chia sẻ với cộng đồng, đẹp quá các bạn. Phố Nguyễn Huệ, khu vực của thành phố Hồ Chí Minh, đây là ngay trung tâm, quá đẹp. Vâng, các bạn có ăn mừng thì ngày đúng thôi, thể hiện cái cảm xúc đội tuyển Việt Nam sau 60 năm chờ đợi cái cúp vàng, và hôm nay đã trở thành sự thật. Đó, đứng trên xe thì rất nguy hiểm các bạn, đó thấy chưa, cực kỳ nguy hiểm, không có điện tựa, xe nó chạy quá là dễ bị té, bị rớt lắm, rất nguy hiểm. Thành Công xin chào các bạn và hẹn gặp các bạn có nhiều cái clip nữa. Thành Công sẽ chia sẻ với cộng đồng, với anh em. Một cái clip sẽ Thành Công đi ra với mục tiêu là, thưa các bạn, hiện nay trên trang YouTube Thành Công có tạo một cái trang du lịch và giải trí. Đây là một cái kênh hoạt động đem đến cho bạn những hình ảnh đẹp trong du lịch bốn phương và trong nước và nước ngoài. Bên cạnh đó, Thành Công sẽ đào tạo, chia sẻ những kinh nghiệm của mình có được cho các bạn viết kịch bản, tổ chức sự kiện và đạo diễn sự kiện, là làm nghề du lịch, lữ hành, nhà hàng, khách sạn, vân vân. Thành Công sẽ chia sẻ những cái bí quyết giúp cho các bạn có một góc nhìn và các bạn ứng dụng được ngay luôn. Tất cả là miễn phí, sẽ đào tạo các bạn ở trên YouTube này. Các bạn nhớ đăng ký, đăng ký cái kênh Nguyễn Thành Công, các bạn sẽ nhận được những cái update của Thành Công sẽ liên tục duy trì cái hoạt động này. Rất mong các bạn hưởng ứng nhé. Bên cạnh đó, Thành Công sẽ có những ca khúc cộng vật lại, và Thành Công sẽ biểu diễn cho các bạn một số bài hát mà thị trường đang thịnh hành yêu thích, cũng như bản thân của Thành Công cũng yêu thích một số ca khúc đó. Sau mỗi clip là đều có phần giải trí nghe tiếng hát của Thành Công hoặc là một số nghệ sĩ nào đó, vân vân. Và Thành Công cũng sẽ mời những chuyên gia về lĩnh vực du lịch, nhà hàng, khách sạn, hoặc là những đạo diễn, những diễn viên cũng tham gia trên cái kênh này. Tương lai sắp tới, Thành Công sẽ làm từng bước khắc phục những vướng mắc và
và nâng luôn nâng cao cái tính hiệu quả của nó. Trân trọng chào các bạn. Xây đời.